Sáng giờ là rần rần cái MV của bà V đúng không? Trời đất ơi, sao clip này có thể gọi tôi là ca sĩ được rồi đó. Đồng hành với chị V cũng một hai dự án rồi, và dự án lần này chị V cũng mời mình đồng hành tiếp trong MV Chị Đại Và Học Sinh Mới. Tôi là đóng vai đàn em nha mọi người nha, nhưng mà chưa kể hả là còn thu voi chính của tôi hát nữa. Cái này á là MV nhạc chế nên mấy bà đòi hỏi gì sự chuyên nghiệp. Trời ơi, làm vui vẻ chị em mình xin về coi ăn cơm là vui rồi. Bây giờ là mình lùng sục mình tìm cái MV mình coi mình thuộc lời nha, mốt mình gặp nhau ở đâu mình hát ở đó cho nó vui. Từ nay trở về sau là gọi tôi là ca sĩ Đạt Minh Trần nghe, chứ không có kêu tôi là hả TikToker hay là gì hết trơn. Mà đừng kêu tôi là diễn viên hài nha, tôi không có diễn hài, tôi là ca sĩ, tôi hát hay. Mấy bà coi trình độ của tôi nè, trời đất ơi, lia kem nhấn nhá, chỉ tay chỉ chân, thái độ trình độ, gọi là cơ mặt diễn xuất là mãi keo thôi. Nhưng mà nói chung là MV kỳ này là vui vẻ, chấn động dữ lắm, mắc cười lắm luôn. Lúc quay là đã cười chị không nổi rồi, lúc nghe nhạc là cười là tao nói hả mỗi cục thừa luôn á. Rồi cái view của tôi đi nghe, bye bye. Dạ thôi chị Đại, em mới nghe một tin đồn đó là con villa đứa một côi hiện giờ chị... Một chục sột nãy giờ luôn, hết dắp cái loa rồi tới dắp mấy má này nữa. Kiếp nạn. Kiếp nạn thì sột luôn á. Tháng này là tháng 7. Tháng 7 là tháng gì? Tháng 7 là tháng ấy ấy. Ấy hơn rồi. Đúng. Rồi vô lại. 11, 100 điểm. Đúng rồi. Dạ thưa chị Đại, em mới nghe một tin đồn đó là con villa đứa một côi hiện giờ chị đang sống với bà. Tin đồn đó là thiệt, bạn cùng cha các ông nội của em ở gần nhà nó mà. Ok, hôm nay chơi tới nãy đê, chọc tụi nó quê tụi mình thiệt là bê. Ra về trước cổng trường lực lượng đầy đủ, phải dạy cho nó biết thế nào là quy củ. À, các con một coi đi sao. Mày nói ai đó hả con kia? Có chiến thì vô đây, chắc cả đám tụi mày vào một tay. Nhanh cái lợi đê. Mày đang nói cái quay gì thế? 54 dân tộc anh em. Vẽ bên mày của mày nè, đụng chạm tới chị Đại trường này là mày tôi. Không biết tự lượng sức mình, tao cho mày chuyến trường. Sợ quá tao cho mày biết tay nè con. Mày chọc đến tao tại sao vậy hả con? Tao tuyên bố với chúng mày, một mình tao chấp hết. Ôi trời thầy ơi thầy ơi, bạn Vi đánh bạn trong lớp học. Lúc nào vậy em? Vậy thưa thầy, hãy đi theo bọn em. Trường học đâu phải là cái chợ, đâu phải là nơi để phá phách. Hãy dẫn tôi đến nghe và luôn đừng để chậm. Cái này đẹp, cái này đẹp hơn. Thầy nào, cái nào xấu với em á? Trời, là diễn viên dữ chưa? Là tôn trọng diễn viên dữ chưa? Cái này đẹp lắm rồi. Hợp với này tiếng cá. Cảm. Cũng đuối quầy chung. Làm nhỏ này chính, nhỏ này tặng cho ba nhỏ kia. Hai nhỏ là đẹp, mình sạch. Anh gom giống vậy. Anh gom tập viên thôi. Em gặp gì đâu thôi. Thôi giữ có vợ có con rồi thôi thôi. Trời ơi, cảm ơn chị V nha. Em thấy nó 6677 6677 6677 cực tay. Là hồi lại đó. Hồi lại cực tay. Cái hình nắm đó hả? Mình có cái bịch đó. Bịch em rách luôn rồi. Tết mơ nghe mà mẹ nói thơ. Xin em mời chào lúc đi hai đi đi em một mi chung quá mi anh muốn già đi cho loạt mà nơi đã đi em 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 Ok chị luôn xin phép. Thưa chị Đại, em sẽ là nó.
gọi là trưởng. Không phải cái này là lỗi cái điện thoại mà em, lỗi lỗi điện thoại. Để làm nó kiến trường. Nhìn cái mặt thật là gai tinh 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 tinh. Mày dám chắc lắm được đây không mày? Yên tâm chị Đại, em là em hứa với cái uy tín của em luôn. Con bướm dấu vàng. Con bướm dấu vàng chính là em. Rồi, ok. Rồi, một miếng. Một miếng. Rồi, cắt hết luôn đi chị, cắt hết này luôn đi. Hết ăn cái rồi. Ê, còn cái bông hoa này bà bứng ra ngoài trước đi. Ừ. Bông hoa này của vợ chồng bà nè. Bà bứng ra ngoài đi. Thì nó bị chảy sô cô la rồi. Rồi em chảy. Em phải đổ vô đít nó đã. Rồi. 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 Ăn không đi để tủ lạnh. Nên nên tên hồi đợt là đầy tháng này chưa có tặng quà nên là tặng. Trời ơi quà gì với em? Dạ đây kẹo dẻo đó chị. Trời em nghĩ sao nó ăn tháng rưỡi đúng sữa không ăn kẹo dẻo được đâu bà nội. Chứ giờ sao? Vậy em ăn thôi chứ sao? Vậy thôi để nằm đi chị em mình xuống ăn. Ok đi. Ủa? Gì vậy? Trời nghĩ sao vậy, nhỏ mới có 1 tháng rưỡi tuổi à hả, mua kẹo dẻo này rồi sao ăn? Trời đất ơi, giờ mẹ nó phải ăn nè trời. Hôm nay chị mình ăn chung đi, mốt lớn thì tôi mua lợi cho nó ăn chứ có biết đâu. Mốt lớn là phải mua gấp 10 nha má. Mua gấp 10 luôn. Đúng, hả? Đóng thùng ship qua tận nhà chị luôn. Chính xác luôn. Thôi mà mua nhiều nhiều dữ vậy. Ăn đi, kẹo dẻo ngon. Đây là kẹo dẻ. Kẹo thiệt mà. Kẹo thiệt nha. Kẹo dẻ. Ngộ vậy? Tách. À, ok ok, ý là so sánh á hả? Đúng, em muốn cho chị biết là sau này con mình ăn những cái loại đắt tiền rồi nó sẽ khác với đồ dẻ. Ok luôn, ngon vậy ta, vậy là hôm nay là chị ăn đồ thiệt. Đồ thiệt. À, đồ real hả? Đồ real. Trời ơi, đúng là đồ thiệt, mở ra thơm liền. Em nói cái bịch này kỳ nha. Cái bịch này là cái bịch hút ẩm thôi. Okay. Nhưng mà chị công nhận là hình này dễ thương.